Vâng, xin chào tất cả mọi người. Rất vui được gặp lại tất cả mọi người trong video ngày hôm nay. Và hôm nay là ngày mùng 7 Tết nha mọi người. Vẫn mượn cái từ Tết cho nghe cho nó xâm vầy. Đấy, hiện tại thì chúng ta đang xuất hiện giữa vòng xoay Đống Đa. Rất là nhiều các cái em đi phượt này đang chụp ảnh. Vừa có một cái đoàn xe ô tô đi vào Đại Quốc Gia, chắc cũng đang tổ chức diễu hành gì đó. Đấy, nhưng bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào Đại Phú Gia xem thử là sau cái Tết Giáp Thìn thì hình ảnh Đại Phú Gia dựng lên như thế nào nha mọi người. Rồi, ok, ta đi thôi. Hôm nay thì nói chuyện lại không có biết rồi nên nó sẽ hơi ồn một tí nha. Ta sẽ đi khu biệt thự trước. Đây cái đoàn xe lúc nãy mình mới nói nè, họ đang quảng bá cái chi á, Kia Bình Định. Ở ngoài nắng như thế nào chứ bước vào Đại Phú Gia rất là mát nè, cây cối xanh rờn. Có điểm buồn thì những căn biệt thự đã được xây sẵn này rồi vẫn chưa có chủ thôi, hay là chủ vẫn chưa chuyển về ở. Đấy là cái điểm mà làm cho khu biệt thự này cũng tương đối là yên tĩnh hơn bình thường. Chứ còn khu biên ở đây thì gọi là rất là tuyệt vời. Phải gọi là một trong những nơi vip nhất Quy Nhơn. Rất là nhiều biệt thự đã có chủ nhân chuyển về ở, thì bên cạnh đó cũng còn khá nhiều căn để trống. Xa xa phía trước chúng ta là Đầm Thị Nại này. Để sáng khu vực này mà chỉ cần đi thể dục thôi là ngắm cái cảnh ở Đầm Thị Nại này thấy phê rồi mọi người. Ngắm được cả điện gió này, ngắm được những con thuyền buổi sớm mai này, ngắm được cây cầu bắc mình qua làng nước này, rất là tuyệt vời. Đây. Đây có cái hàng cây rụng lá rất là đẹp luôn. Thì thích rất thích những cái cảnh như thế này. Đó, chúng ta đi mà dậm lên là nghe tiếng lá khô luôn, rất là ưng cái bụng. Khu vực này thì chỉ khi mình tập thể dục hoặc là buổi chiều tối thì đi nó khá là thú vị thôi. Còn thời điểm này hơi nắng nhất. Nhưng mà ở đây cũng rất là mát bởi bên cạnh cái con sông này. Ta đi cái khu vực này để ngắm về cái biểu tượng mới ở khu vực này nha. Đây là tập gạch đá nè. À, ở góc quay này chúng ta đang bị ngược nắng á, nên nó sẽ không đẹp lắm khi mà nhìn về biểu tượng này.
Đường này sau khi hoàn thiện thì chúng ta sẽ nối thẳng ra quốc lộ 19 nha. Đây, đúng rồi. Đó là cái điểm vào này. Rất là đẹp. Mọi người thấy đẹp chưa? Cầu là bá cháy luôn. Wow. Đây, thích quá phải quay trở lại con đường này hai vòng đúng không? Ta lại quay lại khu vực trung tâm nha. Cái biệt thự này để trống rất là uổng luôn, nhưng mà chủ đầu tư là xây sẵn rồi á, để cho cái chủ nhân tới mình có thể mua và trang trí thêm phần nội thất. Khi mà chúng ta ở điểm này này, chúng ta ra dọc cái con đường ở bờ sông á mọi người, thì có thể qua được cái khu nhà phố bên ngoài đấy. Nhưng mà hôm nay thì sẽ không đi đường đó, thì sẽ ra ngoài cổng và quanh ngược trở lại nha mọi người. Đây là một trong những cung đường mà thì cực kỳ thích khi mà đi dạo ở Đại Phú Gia, mát rượi luôn. Con đường này nó sẽ dọc quốc lộ 19 á. Giờ chúng ta rẽ vào bên trong để xem cái khu vực ở trong này như thế nào nha. Ôi hôi kinh. Cái xe đang xả chi á. Khu vực nhà phố nha mọi người. Đường xá rộng rãi, thích thú. Trong lâu lâu tay dành thời gian để đi dạo những khu vực này nó cũng thấy thích, mặc dù chưa có tiền sở hữu đất đai ở trong khu vực Đại Phương Gia này. Như thứ hai thì với điều kiện chưa có ô tô thì ở khu vực này nó hơi bất tiện khi mà di chuyển vào trong thành phố.
vào mùa mưa. Ở đây phần lớn các gia đình sở hữu ô tô hết rồi. Còn về mặt bằng giá khu vực này trong thời điểm này thì không cao nhưng mà khá là ổn so với lại các khu vực có cái vị trí tương đương. Lớn là các cái doanh nghiệp ở Quyên Châu này đều có bất động sản ở đây. Bên phòng du dịch hay nhà ở thì họ sẽ đặt cái tên của mình trên đó để quảng bá thương hiệu. Đây là khu vực nhà ở xã hội nha. Nó thi công cũng khá nhanh. Phía trước là phần shop house. Chung cư nhà ở xã hội nè. Rất nhiều lần khi chia sẻ rằng là cộng với An Phú Thịnh và cái mặt tiền của khu vực Đại Phú Gia này thì cái cung đường Điện Biên Phủ, cung đường quốc lộ 19 này, phía trước chúng ta đó, có hai hệ thống shop house hiện lên nó rất là hiện đại và đồng nhất, hoành tráng luôn. Đấy. Okay, hiện tại thì các cái đơn vị vẫn chưa xây dựng gì thì chắc có lẽ so với cái video cuối năm của Thi về cái khu vực chợ góc này thì cũng sẽ không có thay đổi gì nhiều. Ta chỉ thấy số cái căn nhà chủ nhân là chuyển tới ở rồi. Thế là có sức sống hơn cách đây nhiều tháng. Hy vọng là trong năm 2024 này sẽ bị lấp đầy. Hy vọng thôi. Ok. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video nha. Và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video sau. Thì đây là video cập nhật cái hiện trạng Đại Phú Gia, khu chợ góc vào ngày đầu năm. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video sau nha.